chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 11 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phấn khởi khi dự án cầu rạch Miễu 2 thi công vượt tiến độ 2 tháng. Làm thế nào để đội tuyển Việt Nam vượt qua Iraq? Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải vừa đến kiểm tra hiện trường thi công dự án cầu rạch Miễu 2. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đến nay dự án đã triển khai thi công 6 trên 6 gói thầu, tiến độ thi công đạt 33,83%. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đánh giá đến nay, phần cầu của dự án đáp ứng tiến độ, riêng phần cầu chính rạch Miễu 2 hiện nay rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng so với hợp đồng. Về phần đường, công tác xử lý nền đất yếu chậm khoảng 2 tháng, chủ yếu do công tác bàn giao mặt bằng còn nhiều vướng mắc và khó khăn về nguồn cát xây lắp. Đến nay, lũy kế giải ngân toàn dự án là gần 3.500 tỷ đồng, đạt 96%. Trao đổi tại công trường thi công dự án cầu rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng bày tỏ phấn khởi khi gói thầu xây dựng cầu dây văng rạch Miễu 2 cầu chính đến nay đã vượt tiến độ 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thời gian tới, nếu tổ chức thi công dự án tốt, mặt bằng được bàn giao 100%, thì dự án sẽ đẩy nhanh được tiến độ. Còn vướng mắc về nguyên vật liệu, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, vì là dự án đấu thầu nên các nhà thầu phải cố gắng chủ động nguồn nguyên vật liệu. Chiều ngày 17 tháng 11, sau một ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Trần Nhật Minh Luật 20 năm tù, Nguyễn Thành Phát 20 năm tù, Lê Hoàng Tuấn 8 năm tù, Nguyễn Khánh Hưng 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Phát còn bị phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 22 năm tù. Trước đó tại tòa, người bào chữa cho bị cáo Phát đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung do chưa đủ căn cứ kết luận Phát có mua bán trái phép ma túy với Luật. Bị cáo Phát không thừa nhận tội danh mua bán ma túy như viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ để kết tội phạt bị cáo 20 năm tù. Bộ Công Thương vừa cho biết trên cơ sở các tờ trình của Bộ Công Thương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh xăng dầu, đơn cử về công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu. Nghị định 80 điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống 3 tháng. Bộ Công Thương cho biết, việc rút ngắn thời gian này nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa. Ngoài ra, Nghị định 80 cũng rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Theo ghi nhận của chúng tôi, dự án cầu Bà Hôm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã có mặt bằng phục vụ dự án. Tại công trường, dự án cầu Bà Hôm mới chỉ hoàn thành phần trụ cầu, phần nhịp giữa cầu, một phần công trình đang được đầu chắn. Bên trong dự án cầu Bà Hôm có mọc um tùm, nhiều nguyên vật liệu cũng được tập kết. Dự án cầu Bà Hôm được khởi công vào năm 2018, vốn đầu tư hơn 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó do vướng mặt bằng nên dự án cầu Bà Hôm đã ngưng thi công đến nay. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông đã xây dựng thêm hai cầu sắt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vào giờ cao điểm, khu vực cầu sắt tạm có phần bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm. Những ngày qua, nhiều người dân ở Hà Nội đã đến xếp hàng chờ tới lượt vào tham quan, trải nghiệm bên trong tháp nước Hàng Đậu, còn gọi là bốt Hàng Đậu. Đây là một công trình cũ không sử dụng nhiều năm nay. Công trình đã được cải tạo, sắp đặt thành không gian nghệ thuật để mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm trong lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12. Tháp nước Hàng Đậu nằm tại ngã 6, giao giữa các con phố Hàng Thang, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng. Công trình này được xây dựng vào năm 1894, là một trong những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội do người Pháp xây dựng. Bốt Hàng Đậu được xây dựng để phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian người Pháp ở Hà Nội, song song với việc xây dựng nhà máy nước Yên Phụ. Bên trong tháp nước, người dân sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ quan niệm Á Đông do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và các cộng sự thực hiện. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình.
Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, chiến thắng 2-0 trên sân khách trước đội tuyển Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 bước đầu đã khiến người hâm mộ yên tâm hơn với lối chơi cũng như phong độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam và làm giảm áp lực lên thầy trò huấn luyện viên Philippe Jussier. Vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11 sắp tới, chúng ta sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn khi gặp đội tuyển Iraq, đội được đánh giá là mạnh nhất bảng. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm 2023 trên sân nhà sau chiến thắng ở trận đầu tiên đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Để nhìn nhận rõ hơn về trận đấu này cũng như chặng đường sắp tới của đội tuyển Việt Nam, xin mời quý vị cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Huỳnh Sang trong cuộc trao đổi cùng chúng tôi ngay sau đây. Lời đầu tiên thì Thu Hà xin được cảm ơn bình luận viên bóng đá Huỳnh Sang vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa chuyên gia bóng đá Huỳnh Sang, chắc hẳn là ông cũng như rất nhiều người hâm mộ khác thì chúng ta dành một sự quan tâm đặc biệt đối với trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Jussier vừa qua. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về trận đấu này ạ? Thực ra là ở cái bảng đấu này thì gồm có Iraq, Việt Nam, Indonesia và Philippines, thì Philippines được coi là đội yếu nhất bảng. Và thực tế thì chúng ta đối đầu với Philippines thì chúng ta cũng thắng họ thường xuyên. Và dưới thời Park Hang-seo thì chúng ta cũng đã có những cái trận đấu tốt trước họ, ngay cả trên sân khách. Và một cái chiến thắng Philippines khởi đầu của cái bảng đấu ở tranh vòng loại World Cup lần này, vòng loại thứ hai, thì đó là một cái tín hiệu cũng khá là tốt đối với ông Thuse và các học trò. Và cũng có ý kiến cho rằng là thắng Philippines thì có gì đâu mà ồn ào. Thì ý kiến đó cũng có lý, là bởi vì chúng ta thắng Philippines trước đây cũng thường xuyên. Tuy nhiên đặt trong cái bối cảnh mà thời gian vừa qua, cái đội bóng của ông Thuse và các học trò phải làm quen với cái cách chơi mới, tạm gọi là như vậy. Và chúng ta có hàng loạt các trận giao hữu chúng ta thua, thì nó có những cái áp lực rất là lớn đối với huấn luyện viên, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ là các cầu thủ, thậm chí có những cầu thủ rất là mới vào đội tuyển. Thì xét trong cái bối cảnh đó, chiến thắng đối với Philippines là một cái chiến thắng rất rất nhiều ý nghĩa. Nó giúp cho đội tuyển Việt Nam giải tỏa được một cái tâm lý rất là nặng nề, giải tỏa được một phần áp lực từ người hâm mộ. Và kể cả là ông Thuse, ông cũng có một cái phần nào đó, ông củng cố thêm cái niềm tin cho những người trước đây thì cũng rất hay hoài nghi về cái việc ông áp dụng cái triết lý chơi mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Như ông vừa phân tích thì ở trận đấu vừa rồi chúng ta đã có những điểm sáng nhất định, và theo giới chuyên môn thì bên cạnh những điểm sáng thì chúng ta vẫn có một số hạn chế cần phải khắc phục. Và theo ông thì đội tuyển Việt Nam cần phải điều chỉnh những điều gì để chúng ta có thể giành một kết quả có lợi trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq sắp tới ạ? Đối thủ Iraq là một cái đối thủ mà đẳng cấp, và họ khác hoàn toàn với Philippines. Nhưng mà chúng ta có một mấy cái lợi thế, tức là những cái lợi thế, thứ nhất là lợi thế trên sân nhà. Thứ hai nữa là chúng ta có vừa có được 3 điểm ở trên sân khách, và khi về chúng ta có một cái vốn lận lưng. Thứ ba nữa là Iraq sau một cái trận đấu như vậy thì họ cũng sẽ di chuyển đường xa đến chúng ta, lạ nước lạ cái một chút. Và thật ra thì với một cái trận thắng tưng bừng trước Indonesia đối với Iraq cũng là một cái liều doping tinh thần rất lớn đối với họ. Nhưng mà có thể sau một cái trận thắng lớn như thế thì có thể họ có chủ quan gì chăng, và đó là cái điểm mà chúng ta có thể khai thác. Cái nữa là chúng ta giới thiệu những gương mặt mới trong trận đấu với Philippines, trong trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup. Và chúng ta thực sự mà nói, ở trận đấu đó thì theo tôi nghĩ là ông Thuse chưa hoàn toàn sử dụng một cái đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn còn có những nhân tố ngồi ở ghế dự bị như là Hùng Dũng, như là Hoàng Đức, rồi như là Quế Ngọc Hải, chúng ta vẫn chưa sử dụng đến. Thì có lẽ là lần này trở về sân Mỹ Đình thì buộc chúng ta phải sử dụng cái đội hình tốt nhất của mình đối đầu với Iraq,
để làm sao tạo ra một cái đối trọng thật sự. Và chúng ta cũng đặt mục tiêu là cạnh tranh một trong hai chiếc vé. Thì bây giờ khi mà chiếc vé thứ nhất nó chưa ngã ngũ thì chúng ta cũng vẫn phải đặt mục tiêu cạnh tranh chiếc vé thứ nhất. Khi chiếc vé thứ nhất không được rồi thì chúng ta mới nghĩ tới chiếc vé thứ hai. Thì như thế là đá với Iraq thì chúng ta cũng đã từng tiếp xúc với họ, đá với họ ở Asian Cup gần nhất là năm 2019. Và ở đó thì chúng ta có một cái trận thua 2-3 trong một cái trận đấu mà đội tuyển Việt Nam được người ta khen rất là nhiều. Và Iraq cũng hết sức vất vả. Và năm 2018 chúng ta, như tôi cũng đã nói, dưới thời ông Mura chúng ta từng hòa với tỷ số 1-1 ở trên cũng sân Mỹ Đình. Và như vậy là rồi tâm lý là đối đầu với các đội Tây Á thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi cũng khá là tốt. Thực tế là nó như vậy. Tức là chúng ta chơi với các đội Tây Á có vẻ gì đó là chúng ta rất là thoải mái, không có bị áp lực. Và chúng ta giải tỏa được nhiều thứ và chúng ta chơi rất là thăng hoa. Thì đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta gặp thuận lợi. Thế còn về mặt lực lượng thì tôi nghĩ rằng ông Thuse ông cũng sẽ có những cái thay đổi. Và đá với Iraq thì rõ ràng là chúng ta Iraq là một cái đối thủ mà họ chơi nó không có hoa mỹ, nhưng mà Iraq là một cái đội bóng họ biết tận dụng cơ hội. Và tiền đạo Iraq họ có một cái kỹ năng chơi bóng rất là hoàn thiện, từ không chiến cho đến kỹ thuật xử lý bóng cho đến dứt điểm, chạy chỗ và tốc độ, có cái sức mạnh. Thì trước một đội bóng như vậy chúng ta phải chơi, tôi nghĩ là ông Thuse ông cũng biết cách khắc chế. Với phân tích vừa rồi thì ông có thể dự báo được cục diện cũng như là kết quả của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq sắp tới hay không ạ? Thì ở trận đấu này tôi nghĩ là mục tiêu và tôi hy vọng thôi. Hy vọng chúng ta có thể cầm hòa được Iraq. Chứ còn thật ra giành chiến thắng trước họ cũng là một điều khó khăn. Chứ còn trước đây đá với UAE thì trận đó tôi nhớ là thắng 1-0 bằng thắng của Tiến Linh. Thì nếu mà giành được một điểm trận đấu này thì tôi cho rằng đã đạt được cái mục tiêu đề ra. Và cũng đã là một thành công. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Livestream bán hàng. Hùng đầm bông, chị nhỏ tạ to khổng lồ. Đâu rồi? Thiếu tỉnh táo. Thiếu sức mạnh, hãy uống nước tăng lực number one. Tỉnh táo, thức thì. Tăng thêm sức mạnh. Đầm cho chị nhỏ tạ cho anh Hùng uống number one. Chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo thức thì. Thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Lê Văn Đông, quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ bức xúc về việc một công trình xây dựng không phép ở trước nhà ông đã tồn tại 5 đến 6 năm nay, che luôn mặt tiền nhà ông. Năm 2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 12 tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình. Sau đó, việc cưỡng chế có được thực hiện nhưng chỉ mang tính chất đối phó. Thời gian gần đây, công trình lại tiếp tục được xây dựng với quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Lưu Anh có địa chỉ email luanh@gmail.com phản ánh về nhà vệ sinh tại một trường học ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà vệ sinh ở trường đã xuống cấp, học sinh trong trường không đi vệ sinh được, nhiều em phải đi vệ sinh ở hàng rào sau trường, có em nhịn đi vệ sinh, đặc biệt là các em gái rất tội nghiệp. Phụ huynh đã nhiều lần góp ý đề nghị nhà trường sửa chữa nhưng đến nay mà nhà trường vẫn chưa thực hiện. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 18 tháng 11 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!